đâu, mọi người tự đi theo rồi tự quản lý lấy thôi. Nhưng mà cái điều như thế này nè, cái hạnh nguyện của thầy nói ra là thầy nói á, trên truyền thông là thầy đi chừng nào bỏ xác thì thôi, nhưng Đó. mà mấy người này lại thông tin đó là nói thầy vài ngày nữa sẽ án tù trở lại. Không, Bà thầy con cũng cũng thấy nghi ngờ đó, giống như là bà con cô bác mình hôm nay là cũng không bao giờ là nghĩ là thầy sẽ án tù trở lại ha. không không Dạ thầy là thầy lời hùa của thầy là có danh dự mà. dạ thầy nói là trước giờ là không có sai một cái gì hết. Thầy ra cửa nói là thầy nói Dạ gì thì bức thư đầu tiên là cô vẫn biết là, nếu sau này bạn bè của ta gặp ta thì đừng cảm thấy đó mà xấu hổ. Người nhà của ta gặp ta mà nếu thương ta thì cũng chỉ cho ta một bữa ăn, đừng có làm phiền ta. Là thầy nói là giọng giọng như là rắn chắc rồi, mà thầy là tú rồi, hạnh của ngài là ngài anh bao giờ ngài hứa là đi bộ suốt đời, khi nào mà thấy cái sạp bên đường á thì cho ta một đồng củi để thiếu ta thì khỏi ô nhiễm môi trường. Thầy cứ đi chứ thầy anh bao giờ sinh đâu. nghe nghe cô nhắc lại cái lời hạnh nguyện cũng như là những cái bài thơ mà thầy gửi lại cho bạn bè trước khi thầy thực hiện cái hành đầu đà này, thì con phải xúc động vô cùng khi cảm ơn các cô rất là nhiều khi nhắc lại cho bà con cộng đồng Tại mạng gần vì xa. cô là một người Phật tử, là cô cũng phải là cô là cùng tu lâu rồi, đặc biệt bởi đâu là các cô cũng cũng u mê lắm, nhưng mà càng ngày càng học giáo pháp của ngài thì 20 năm đi là cả cô cũng nhận định tình hình là càng ngày là cô nhận rõ ra con đường chính pháp của ngài, là 15 năm nay là cô là tu là chính pháp luôn. Nhiều người quyến rũ lắm, trong những cái ta đạo là quyến rũ lắm, nhưng mình là chỉ có là theo chính pháp của ngài. Bây giờ mình xa thầy xa bạn, mình để lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp của ngài làm thầy. Bây giờ là mình biết đâu mà nghe, có những lúc là mình nhìn là mình thì nghèo, mình có tiền đâu để mình cúng dường như vậy, thì mình chỉ có tu theo hành của ngài thôi, và mình làm những cái việc lành, và mình bố thí âm thầm những người là hoàn cảnh tật nguyền thì mình cho họ âm thầm giống như một bữa ăn, hoặc là một đoạn đường có một chuyến xe mà họ bất đắc gì thì mình cho họ, chứ mình có đâu mà mình nghèo thì mình...